nhịn ăn có chữa được ung thư bác sĩ hoàng gia liễu xin chào tất cả các bạn khi mà tôi lên clip liên quan đến vấn đề nhịn ăn để chữa ung thư thì bạn này bạn ở có comment như sau bác sĩ ơi không phải các tế bào ung thư háu ăn đâu mà nhịn ăn để cho các tế bào nuôi cơ thể sẽ tìm kiếm tế bào ung thư để ăn bác sĩ hiểu sai rồi chào bạn nhé bạn là một người ở ngoài ngành vì thế nên là chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề chuyên môn thì chúng ta cần phải tìm hiểu thì bạn mới có thể hiểu được cái cơ chế mà cơ thể chúng ta làm lành như thế nào còn khi mà các bạn nghe về cái nghệ thuật ăn uống hay là cái minh chiết trong ăn uống hay là việc ăn uống để chữa ung thư ấy tôi khẳng định lại một lần nữa cái việc ăn uống đấy nó quan trọng nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ trong vấn đề điều trị bệnh thôi Chứ nó không phải là một giải pháp chính Để các bạn có thể hy vọng vào việc là chúng ta sẽ khỏi ung thư Nhờ cái việc là chúng ta ăn uống Các bạn nhé Chúng ta phải tách biệt hai khái niệm đấy rất rõ Bởi vì họ đang cường điệu hóa các vấn đề ăn uống Khiến cho rất nhiều các cái bệnh nhân ung thư ấy Họ bỏ hoàn toàn các liệu pháp điều trị chính Sau đó quay trở về chuyển cái chế độ ăn uống Thành cái việc là cái giải pháp chính trong vấn đề điều trị ung thư và rất nhiều người đã chết hoặc là ung thư nó tiến triển cực kỳ nhanh và họ tử vong rất sớm. Những cái đó thì những người mà chia sẻ trên mạng về vấn đề là minh chết trong ăn uống họ không hề có thống kê. Họ hoàn toàn chỉ thống kê những người mà ăn uống sau đó thấy cái bệnh nó giảm bớt, nó lui bớt và họ cho rằng cái điều đó nó khẳng định cái việc là ăn uống có hiệu quả trong vấn đề chữa ung thư. Giống như kiểu là thầy bói xem voi ấy, họ chỉ nhìn thấy được một phần rất nhỏ trong cái quá trình mà điều trị của bệnh nhân ung thư thôi. Và trong cái vấn đề mà bạn nói là tế bào của cơ thể mình đi tìm diệt tế bào ung thư ấy Đây là bạn nói đến vấn cơ chế miễn dịch của cơ thể chúng ta Cái này về lý thuyết nhé là bạn nói nó chưa đúng Nó chỉ là một phần rất nhỏ trong đấy thôi Bởi vì bạn phải hiểu rằng là cái hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể chúng ta ấy Nó có hệ thống vật lý Đó chính là chuyên ngành của tôi này Đó là da này, niêm mạc này Tất cả các cơ chế bảo vệ đầu tiên chính là hệ thống miễn dịch của da Nó ngăn ngừa tất cả các yếu tố từ bên ngoài xâm nhập vào còn khi mà thoát khỏi cái hàng rào thứ nhất thì đến cái hàng rào thứ hai tức là hệ thống phòng thủ thứ hai cơ thể chính là hệ thống miễn dịch thủy dịch và tế bào có nghĩa là nói đến tế bào bạch cầu đấy các bạn ạ và trong ung thư ấy một loại tế bào bạch cầu mà được nhắc đến rất là nhiều và quan trọng đó chính là tế bào lympho t các bạn nhé lympho t là nó tiêu diệt những tế bào ung thư nhờ cái cơ chế là ổ khóa và chìa khóa. Tức là khi mà nó tiếp nhận một cái tác nhân từ bên ngoài lạ vào thì nó sẽ ghi nhớ và sau đó thì nó sẽ tìm diệt tất cả những cái gì mà nó được ghi nhớ miễn dịch. Nhưng mà tế bào ung thư nó có một đặc điểm đặc biệt đó là nó hoàn toàn có thể đánh lừa được tế bào lympho T. Và việc nhịn ăn đấy không giúp tế bào lympho T của các bạn nó nhận ra đâu là tế bào lành, đâu là tế bào ác các bạn ạ. Chính vì thế nên nhịn ăn không phải là giải pháp giống như bạn nói. Bạn nhá.